Hello anh em, bữa nay có một cặp máy ngang mini siêu nhỏ rất đẹp nè mọi người, phù hợp để anh em sưu tầm trưng bày hoặc là vẫn cần câu tôm, cần ISO, cần IKEA này nọ, miễn là cần nhỏ mọi người ha. Những cái máy ngang này là nó không phải để quăng ném nha anh em, mà chủ yếu là nó dùng để câu bè, câu thả tại chỗ. Có đặc điểm của nó là siêu nhỏ nhẹ, dễ sử dụng nữa. Hai máy này thì giá cũng rẻ nha anh em, 280.000 là mình đã bao gồm phí ship tận nhà cho anh em nha. Máy ngang mini này thì mình cũng có nhiều lắm, sẽ có những cái nó xấu hơn thì giá rẻ nữa, 90% này nọ mọi người ha. Nhưng mà cặp này thì rất đẹp, cái này là một cái Shimano mới con ken đó mọi người, anh em nhìn đã ghê không toàn bộ nó làm bằng nhôm luôn, cầm rất là nhẹ tay nha nha. Này mặt bình hồng nè, đẹp cực kỳ luôn. Bộ khung của máy nè, màu sơn đen cũng còn sáng bóng nè, mặt hông bên đây nè cũng đẹp luôn, thầy quay nhôm rất đẹp luôn mọi người, cái này nhà hiệu luôn á. Nó hoạt động đơn giản vậy thôi mọi người ha. Nó sẽ ở đây nó sẽ có ba chế độ on nè, rồi chế độ click, này hình như là chế độ quay được 2 chiều, chế độ off là chế độ cũng quay 2 chiều nhưng mà không có tiếng kêu, thì đơn giản vậy thôi. Với một cái nút này, nút này là để chỉnh nặng nhẹ của cái bull, đơn giản vậy thôi mọi người ha. Đây có ba chế độ hoạt động rất mượt nha mọi người. Cái này phù hợp anh em vừa trưng bày là tuyệt đẹp luôn nè, để bàn làm việc là tuyệt đẹp luôn đấy, mà đem đi câu tôm cá cháp này là cũng tuyệt vời, rất là nhỏ nhẹ, phù hợp gắn cần nhỏ nha anh em. Cần nhỏ nhẹ có thể là ISO đột mảnh, ISO nhỏ, cần cần tay chợ máy tự chế hoặc là IKEA. Đấy. Còn cái này cũng còn nhỏ hơn cái này nữa. Cái này thì không đẹp bằng cái đó nhưng mà nó lại cũng siêu nhí nha mọi người. Có tiếng kêu rất là thanh, mình dễ thương. Cái này là một cái Olympic Midget. Olympic Japan. Đó. Cái này thì hai cái nắp bên đây nó không có đẹp bằng cái máy kia. Nó cũng có ba chế độ nha mọi người, hình như là ba chế độ tương tự nè, quay 1 chiều nè, tất cả máy này tay phải nha anh em, quay 2 chiều nè, còn quay 2 chiều và không có tiếng kêu. Đó, cũng ba chế độ nha mọi người, cũng khá là dễ xài ha. Ở đây thì nó cũng có stop on off đơn giản vậy thôi. Nếu anh em có cần thêm những cái máy ngang này để sưu tầm để bạn làm việc này nọ thì cứ liên hệ mình nha, mình cũng còn được mấy chục cái. Những cái kia, những cái nào mà nó xấu hơn á thì nó sẽ rẻ hơn nha anh em. Có cặp này đẹp, cặp này là đặc biệt là cái này thì là siêu nhí, còn cái này, cái Shimano này là xứng đáng để sưu tầm luôn nè, đẹp ken luôn á, bóng loáng luôn đó. Chỉ có trên đây là nó mất một số chữ thôi nhưng mà cũng không phải do chày, chắc là do nó in vào mọi người, nó lâu rồi nó bay mất thôi, chứ còn mặt nhôm của nó là đẹp con ken luôn. Đó, cái này cực kỳ dễ thương. Rồi ok nha anh em.